Ngô Văn Định có tài nhưng thất thế, tung hoành mọi chiến trường với cái biệt danh Châu Điên, gây cấn cảnh ông Định dám dùng cố vấn Mỹ để uy hiếp Hoa Kỳ và cứu đồng đội. Cuối đời tiếp nhận nỗi đau người thân mắc chứng bệnh quái ác, một ông sĩ quan oai phong này lui về trở thành y tá riêng cho một người duy nhất. Ngô Văn Định sinh ngày 6 tháng 12 năm 1935 tại làng Viêm Xá, huyện Bắc Ninh. Ông còn có biệt danh là Đồ Sơn. Ông Định xuất thân từ binh chủng thủy quân lục chiến, cấp bậc đại tá. Lần đầu tiên đại tá Đồ Sơn nhập ngũ là vào ngày 19 tháng 3 năm 1954 tại trường võ bị liên quân Đà Lạt. Đơn vị đầu tiên là đại đội 7 Tuần Giang. Đầu năm 1955, ông được thuyên chuyển tiểu đoàn một đổ bộ thủy quân lục chiến đang được thành lập tại Nha Trang. Trong những giai đoạn từ thiếu úy, đại tá, ông đã phục vụ 21 năm trong binh chủng này. Trong thời gian tại ngũ, những lần ông được thăng cấp đều tại mặt trận. Ông Định có 4 lần thụ thương trên chiến trường với 4 ngôi sao đỏ. Ngày 13 tháng 1 năm 1951, quân đội Việt Minh bắt đầu tấn công tỉnh Vĩnh Yên ở vùng Tây Bắc Hà Nội, vì đó là yếu điểm phòng thủ cuối cùng. Nếu Vĩnh Yên thua trận thì chỉ 1-2 tuần sau Hà Nội cũng sẽ thua không bàn cãi. Tâm lý chung của những người dân lúc bấy giờ không hề ổn định. Bên thì có những người ủng hộ, cũng có những người thờ ơ không phải chuyện của mình. Và cũng có người như ông Định muốn vùng lên chống lại lực lượng này. Đó cũng là lý do và thời điểm đó, ông quyết định tạm dẹp tương lai riêng mà tham gia nhập ngũ tại trường võ bị liên quân Đà Lạt. Trong suốt 21 năm, Ngô Văn Định đã ở trong binh chủng thủy quân lục chiến cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới di tản rời đi. Theo những đồng nghiệp và binh sĩ đánh giá thì họ nói ông có sự can đảm ở trong máu, nhưng không thô lỗ bạo ngược mà rất trân trọng những người đồng đội đã cùng nhau gắn bó với nhiều kỷ niệm. Ngô Văn Định ngoài Đồ Sơn còn có một cái biệt danh khác là Châu Điên. Nghe cái biệt danh này là đủ hiểu lúc chiến đấu ông điên cuồng cỡ nào, dứt khoát cỡ nào. Có người nói Đồ Sơn giống như một cỗ máy chiến đấu chính xác cao. Chỉ tiếc với tài năng này, chí hướng của ông không đầu quân đúng chỗ, thiệt hại ông gây ra cho quân đội cách mạng là rất lớn. Nhưng mũi súng chĩa vào không đúng chỗ lại khiến con đường đi đến hòa bình lại gian nan thêm một chút. Giá như tất cả người lính dù mặt trận nào có thể hợp lực chống ngoại xâm, thì với tài năng bậc ấy, Ngô Văn Định sẽ có những đóng góp càng to lớn hơn. Ông từng kinh qua khắp các mặt trận ở 4 vùng chiến thuật, các cấp dưới ai đi theo ông cũng phải nể. Nể không phải chỉ vì tài năng mà ông đã cứu nguy cho họ nhiều bạn trông thấy. Điển hình là một trận đấu ở Tây Ninh vào ngày 14 tháng 9 năm 1968. Đại đội 1 của binh sĩ dưới trướng ông vừa nhảy diều hâu xuống rừng vùng Cầu Khởi liền bị bao vây tấn công không kịp trở tay. Tình trạng lúc đó rất gấp gáp và rối loạn. Khi đó Đồ Sơn xuất hiện, mang theo đội quân khác tiến công vào mặt sau của đối phương nên thế trận lật ngược tình thế. Ngày hôm đó được Đồ Sơn thị phạm một màn đụng độ khiến những người trong đại đội 1 tôn sùng ông hết cỡ. Nhưng có vẻ những câu chuyện như thế này chẳng diễn ra một lần mà là rất nhiều lần rồi. Còn một câu chuyện khác khi ông lấy 2 cố vấn Mỹ ra làm lá chắn cho đại đội và các anh em của mình mới thể hiện độ điên thật sự. Hành quân đối với đại tá Định là tùy cơ ứng biến, quân lệnh cũng quan trọng, nhưng ông được các anh em bên dưới phục là vì ông đặt sự an toàn của cấp dưới lên trên hết. Trong trận đánh ở khu Hố Bò, lúc 2 đại đội vừa được thả xuống thì bị rắc rối vì quân lực phòng không quá mạnh mẽ. Cả đêm đó ông đại tá Định và các chỉ huy khác thay nhau hướng dẫn binh lính phân tán hỏa lực để yểm trợ cho những người khác đáp đất thành công. Trong đêm, cuộc chiến giữa hai bên là một vùng sáng rực ánh lửa. Chưa kịp nghỉ ngơi gì thì qua hôm sau, đang làm thủ tục thu dọn chiến trường thì tiểu đoàn của họ được lệnh di rời ngay. Bên Mỹ có lệnh cho B-52 trải thảm vùng này. Trong đội của ông có người đi sau chưa kịp thoát ly vị trí được khoanh vùng. Hai đại đội đi đầu cũng gặp tình trạng thụ thương khó mà hành quân cấp tốc ra khỏi vị trí ném bom. Tâm trạng cả đám trùng xuống, lo lắng không biết nên làm thế nào cho phải. Mà trời thì đang tối dần, càng không có khả năng tăng tốc độ. Lúc lệnh di chuyển được phát ra thì cả hai bên đều đoán được ý đồ của nhau. Một bên cứ muốn đi càng nhanh, một bên thì cầm chân càng lâu càng tốt. Đây là lúc người chỉ huy như Ngô Văn Định phải đưa ra những quyết định khó khăn nhất. Chỉ chần chờ một lúc, sau đó ông quả quyết báo với 2 cố vấn Mỹ trong đội. Giọng của ông không cho thương lượng, chúng tôi sẽ ở lại chiến đấu, không nhường cho B-52. Hai người cố vấn đó thấy ông cương quyết như vậy thì cũng không còn cách nào, bắt buộc phải liên hệ khẩn cấp với hệ thống cố vấn cao hơn để xin hủy bỏ lệnh tấn công, chuyển hướng các phi vụ B-52 đang từ Thái Lan hướng về mục tiêu, mà trong khi tiểu đoàn của Ngô Văn Định còn đang kẹt lại. Thời gian ngày một ngắn dần mà chưa có quyết định, ai cũng bồn chồn. Thời tiết rét nhưng mồ hôi trên trán đã bán đứng sự bất an của tiểu đoàn này. Cuối cùng, 2 cố vấn thở phào nhẹ nhõm báo cho Đồ Sơn biết B-52 đã phải nhường mục tiêu lại cho tiểu đoàn 2 của ông. Mãi đến 40 năm sau,
Ông Sơn trong một buổi chia sẻ lại kỷ niệm mới nói ra tại sao lúc đó bản thân dám tự tin như vậy. Khi quyết định ở lại chiến đấu mà không di chuyển theo lệnh trên, tôi biết sẽ gặp khó khăn lắm nhưng không thể hy sinh thêm đồng đội vì bất cứ lý do gì. Và lại kinh nghiệm cho tôi biết B-52 sẽ không bao giờ dám trải thảm một khi còn có người Mỹ trong vùng mục tiêu. Lúc đó trong tay tiểu đoàn 2 của mình còn có hai cố vấn Mỹ mà. Nếu một tài năng như ông may mắn đầu quân đúng chỗ, đúng bên, giương súng về phía Mỹ, phía ngoại xâm thì dân tộc sẽ sớm bứt ra khỏi cái đà lăm le xâm chiếm của các cường quốc khác. Tuy nhiên không thể thay đổi quá khứ hay quyết định này. Ông chọn một con đường gian nan khác mà ông cho là lý tưởng cả đời. Ông Định cũng từng viết qua những dòng sau: đã nhiều năm qua, tôi muốn quên đi những giông bão đã đi qua cuộc đời mình cũng như những day dứt của cuộc chiến trong những ngày cuối cùng. Nhưng khi muốn quên là lúc mình nhớ đến nhiều nhất, làm sao mà quên được? Dù là sau này khi đã sang Mỹ, ông vẫn không thể nào quên được những ký ức về cuộc chiến ấy. Ông cho rằng nó luôn chiếm lấy tâm trí ông, vào trong óc, trong tim. Nếu nó ngừng lại thì cũng là ngày ông nhắm mắt xuôi tay. Thật ra sự cố chấp này là bởi vì trong lòng Ngô Văn Định luôn cảm thấy áy náy vì mình vẫn còn sống, mà chiến hữu lại không may bỏ mạng. Ông cứ luôn giữ quan niệm, nếu ông không nhớ đến họ thì họ thật sự sẽ bị bỏ quên, họ sẽ buồn tủi. Có lẽ điều duy nhất khiến tâm trí của ông có thể phân tán đó là tình cảm dành cho người vợ kết tóc. Ở cùng với đồng đội thì ông hào sảng chứ về với vợ là ông nhẹ nhàng lắm. Dù người bên cạnh có ai kêu ông bỏ đi, tìm một người tốt hơn chăm sóc ông thì ông cũng không vứt bỏ người phụ nữ của mình, không vứt bỏ mẹ của các con mình trong tình cảnh người đàn bà ấy khốn đốn nhất. Thời khắc lịch sử 30 tháng 4 năm 75 qua đi, ai ai cũng có một cuộc sống mới, một kết thúc mới do chính bản thân viết ra. Nhưng gia đình Ngô Quang Định lại có những con đường mà chính họ không hề được lựa chọn cũng không hề ngờ đến. Vợ ông là chị Nguyễn Mậu Nhung. Ông qua Mỹ năm 1975 với gia đình gồm vợ và 4 con, trong đó có một người con trai và 3 người con gái. Cả nhà ông chọn định cư tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Vào năm 1999, một con số tưởng chừng như may mắn, đẹp đẽ nhưng lại mang đến cho gia đình ông một thảm kịch khôn lường. Vợ ông bị căn bệnh mất trí nhớ quái ác, càng ngày càng không nhớ bản thân và gia đình là ai. Suốt mấy chục năm, ông tình nguyện là một người y tá, mà bệnh nhân ông chăm sóc chỉ có một, đó chính là bà Nhung, vợ ông. Ông quen vợ từ khi học ở Hà Nội, yêu nhau rồi nên nghĩa vợ chồng nó nặng lắm. Bà Nhung đối với ông còn là bạn đồng hành, là tri kỷ, là hậu phương chăm sóc cho ông cả chục năm. Nửa quãng đời còn lại, hai người hoán đổi vị trí, chính ông sẽ là người chăm sóc bà. Ngô Văn Định móc hết ruột gan mà săn sóc vợ, chẳng có ngày nào ông bước ra khỏi nhà, ngày thế mà đêm cũng thế. Ông sợ rằng mình rời khỏi bà một bước thôi thì chuyện bất chắc sẽ đổ ập vào bất cứ lúc nào. Hai người cứ thế như hình với bóng không thể tách rời. Đây cũng là ý nghĩa thiêng liêng của hôn nhân. Câu chuyện này kéo dài gần 10 năm trời, chỉ ngừng lại khi bà Nhung từ trần vào năm 2008. Tóm lại, ông Định từng nhận Bảo Quốc Huân chương đệ ngũ đẳng với cấp bậc trung úy dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân chương ở cấp bậc đại úy và đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân chương sau trận tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Cả hai huy chương sau đều dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trong 21 năm quân ngũ, ông được tuyên dương nhiều lần với 22 anh dũng bội tinh với nhành Dương Liễu, một điều mà các tướng tá Việt Nam Cộng Hòa làm được phải đếm trên đầu ngón tay. Nếu yêu thích câu chuyện trên, đừng quên like, share, để lại bình luận và đăng ký kênh ủng hộ biên tập viên nhé.